hồi xưa là hiếu có học á. Đúng rồi. Ông nhỏ em không đi học. Ông nhỏ em không đi học. Công cha, công cha. Núi Đại Sơn, nghĩa mẹ như nước trong, trong luôn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Nhỏ không học lớn thành, Kiều Minh Tuấn. Tôi đó. Thầy ạ. Nhìn thấy cái len của em ta. Giờ là đi kiếm kiến thức cho ông, đi kiếm con len nè Hiếu ơi. Đi kiếm con chữ với ai đi kiếm con len. Rửa tay với nước rửa tay. Lifebuoy chưa? Lifebuoy đi. Jenny bật mí những câu chuyện bí mật. Hành trình sau bằng tường đã kết thúc nhưng quan vì nhận được những phản hồi tích cực của khán giả nên Jenny sẽ bật mí tiếp câu chuyện giao liên của bộ ba Minh Tuấn, Bảo Lâm và Minh Hiếu. Anh ơi, đầu óc anh không có, anh tập trung anh nhớ giùm em nha. À? Cái tôi và sự hiểu biết, cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau, hiểu biết càng nhiều, cái tôi càng bé. Đừng. Dài lắm. Ủa, cái này là chết luôn rồi. Cái tôi và sự hiểu biết trái ngược lẫn nhau. Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Thấy chưa? Tỷ lệ nghịch. Hiểu biết càng nhiều, cái tôi càng bé. Hiểu biết càng ít, cái tôi càng to. Albert Einstein. Nghĩ luôn đi. Đây nghe lỗ tôi. Anh nên làm gì tôi? Cái tôi tỷ lệ nghịch với hiểu biết. Cái tôi tỷ lệ nghịch. Và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Cái tôi và sự... cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Cái tôi thôi đưa đây để đọc luôn. What? Không được. Rồi. Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Cái tôi gì nữa, cái tôi gì nữa. Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Ừ. Hiểu biết càng nhiều, cái tôi càng bé. Hiểu biết càng ít, cái tôi càng to. Amen. Trời. Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Cái tôi và sự hiểu biết. Cái tôi càng lớn. Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Cái tôi càng lớn thì sự hiểu biết càng bé. Cái tôi càng lớn thì sự hiểu biết càng bé. Cái tôi càng nhỏ thì sự hiểu biết càng lớn. 777 Alexander. Con chưa hiểu hôn không? Không. Lại nói lại. Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Cái tôi càng lớn cái tôi càng Alexander. Alexander gì? Ai biết? Đổi người. Hả? Đổi người. Đổi người hả? À? Không có không không có mà mãi ta nghe chưa? B đúng không? Ừ. Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn. Khi mọi thứ êm nín, khi mọi thứ đều như chống lại bạn. Đọc lại, khi mọi thứ đều như chống lại bạn rồi. Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn. Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn. Hãy nhớ rằng. Hãy nhớ rằng. Máy bay cất cánh ngược gió. Không phải theo chiều gió. Henry Ford. Henry Ford. Chào anh. Ừ. Anh đi ra cho đội ta chơi. Đội chậm chạp. Khi mọi thứ đều chống lại bạn. Đúng. Bạn phải nhớ rằng. Gì? Máy bay đang bay theo chiều gió. Bay chiều gió là sao? Theo chiều gió. Xin lại, xin lại. Arifor, Arifor. Arifor. Hay là Fortuner gì ta? Arifor. Lại đi cho chắc luôn. Cho em lại đi. Khi mọi thứ đều chống lại bạn. Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn. Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn. Hãy nhớ rằng máy bay luôn bay theo chiều gió. Hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược gió. Hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược gió. Không phải theo chiều gió. Không phải theo chiều gió. Henry Ford. Henry Ford. Nãy xong ra Fortuner rồi. Henry Ford phải không? Henry Ford. Henry Ford. Henry Ford. Henry Ford. Khi mọi thứ dường như chống lại bạn. Hãy nhớ. Máy bay cất cánh nhớ cất cánh. Rồi tới công chuyện rồi. Hả? Khi mọi thứ dường như đang chống lại bạn. Đúng. Thì hãy nhớ máy bay cất cánh ngược chiều gió. Alexander. Không, no. Quên cái tên. Chạy lên.
Nói lại, khi mọi thứ dường như chống lại bạn. Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn. Đều chống lại bạn, khi mọi thứ đều như dường như đều chống lại bạn. Hãy nhớ rằng máy bay cất cánh. Này anh nghĩ là một cái tản văn tự sự hơn 2000 chữ nha. Không có chuyện. Lâu quá. Máy bay cất cánh vượt gió và ngược lại. Kéo động nhanh đi, chỉ cần cái tác giả thôi. Cất cánh theo chiều gió, không phải theo chiều gió. Nhớ rằng máy bay cất cánh ngược gió, không phải theo chiều gió. Ngược gió không phải theo chiều gió. Henry Ford. Henry Ford. Henry Ford, nhớ Henry Ford nha. Henry Ford. Henry Ford. Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn, hãy nhớ máy bay cất cánh ngược chiều gió, không phải theo chiều gió. Henry Ford. Máy bay cất cánh ngược chiều gió. Không phải theo chiều gió. Theo chiều gió. Henry Ford. Henry Ford. Henry. Đọc lại nè. Khi mọi thứ ấy đang đáo đáo. Khi mọi thứ. Khi mọi thứ. Khi mọi thứ dường như đang chống lại bạn. Ok. Thì hãy nhớ. Máy bay cất cánh ngược chiều gió. Đúng. Chứ không phải theo chiều gió. Chứ phải theo chiều gió. Đúng. Harry. Đúng. Harry. Đúng. For chứ for for là Jennifer. Ok. Harry. For. Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn. Im. Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn nè. Khi mọi thứ tất cả nè. Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn. Hãy nhớ rằng hãy nãy tôi luôn nhớ rằng hoài. Hãy nhớ rằng. Nhanh đi. Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược gió. Máy bay cất cánh ngược gió không phải theo chiều gió. Đúng, Henry Ford. Tập trung nha. Không hớt được bao con trai. Khi mọi thứ dường như chống lại bạn. Khi mọi thứ dường như chống lại bạn, hãy nhớ hãy nha. Hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược chiều gió, không phải theo chiều gió. Chiều gió, chiều gió bay được. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Trời ơi, thua rồi. Hãy nhớ rằng mình thua rồi. Mình thua ngày hôm nay, thua tại mảnh đất này. Mình thua ngày hôm nay, thua tại mảnh đất này. Hãy nhớ rằng. Hãy nha. Đang chống lại bạn. Thì hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược chiều gió, chứ không phải theo chiều gió. Harry Potter. Nè, đọc điều nè. Khoan, phải nhân sự sai lớn lên. Con mình dài ghê luôn á. Ờ, con mình dài. 2, 3 dễ lộn nữa. Khi mọi thứ dường như chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay không nhớ có rằng không hãy nhớ rằng anh yêu em. Yêu em nhất trên đời. Thuộc rồi, bài hát là vô họng luôn rồi. Này khó quá, thôi lỡ nào hết luôn đi. Lỡ rồi hãy nhớ có rằng máy bay. Không rằng. Rồi không rằng. Hãy nhớ máy bay cất cánh ngược chiều gió. Dạ. Yeah. Không phải ngược chiều gió. Không phải theo chiều gió. Theo chiều gió. Lady Phương. Cái gì vậy trời? Harry Potter. Harry Potter. Lady Phương đâu nè. Lady Phương. Câu chính xác là như vậy ha. Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn. Tăng lèo nữa kìa. Hiểu có điều luôn. Hãy nhớ rằng có rằng anh yêu em. Máy bay cất cánh ngược gió. Trời ơi, em không phải theo chiều gió. Ngược gió không phải theo chiều gió. Tác giả là Henry Ford. Henry Ford. Cái câu Việt Nam như dễ thôi chị ơi. Cái nước ngoài văn khó học quá. Ví dụ bầu ơi thương lấy biết còn tuy rằng nó giống như chung một vàng. Rồi chơi gì nữa? Hôm nay tao nước đầu đầu. Hôm nay tao tao nước bỏ quên cái quần cái bình còn. Thấy chưa, câu Việt Nam cũng vậy à. Má ơi đừng gả con ra. Chim kêu vượn ú biết nhà má đâu. Đi theo quen chậu vợ chồng quen ơi. Bé Hiếu cũng đâu có biết đâu. Hiếu, tại vì Hiếu không. Sao mày cười không vậy Hiếu? Mày có điên không? Những câu này màu xưa Hiếu có học á. Đúng rồi. Ông nhỏ em không đi học. Ông nhỏ em không đi học. Công cha như núi đại sơn. Nghĩa mẹ như nước trong luồng chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Nhỏ không học lớn thành. Kiều Minh Tuấn. Tôi đó. Đọc mấy câu gì cũng đọc ha. Bây giờ các bạn có muốn đổi thứ tự không? Đổi, Hiếu đầu đi.
Sếp cha em rớt cái len rồi. Hả? Không sao, nhớ cái não thôi, nhớ cái não thôi Hiếu. Đang nhìn rõ một bên trái nha, bên phải không thấy đường. Mình nghe thôi Hiếu, mình nghe thôi em. Em chọn cái gì? Cái búa. Anh chọn cái bao. Anh chọn cái bao hả? Ok. 1, 2, 3. Ủa? Trời ơi, anh đã bị lừa rồi. Okay. Em đã bảo là con người thật thà như xưa nữa. Tôi lầm tin em rồi. Ơi. Em chọn cái A. Em chọn C. C. Bỏ cuộc. Anh Tùng Xì còn ăn gian nữa. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng hiếu nha. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn. Trời ơi, không biết lên trên học làm sao mà ở nhà hả, trong chờ hoài. Trời đất ơi, ráng kỳ này về làm hãnh diện gia đình nha con. Cho em lại từ đầu đi. Ráng kỳ này về làm hãnh diện gia đình nha con. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn, mọi việc lại càng khó khăn hơn. Mà sức mạnh nội tâm của con tim được hình thành. Mà khi sức mạnh nội tim của con... Mình thi đại học quốc gia hay gì mà câu khó vậy? Toàn mấy đứa giúp vô. Trời đó coi, toàn là ngu ngu chơi không. Chú ôn chú ngục chơi không mà chi mà mấy câu về thòn. Chơi đường lên đỉnh Obelia hả? What? Obelia hay gì? Hay hả thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh đó. Ủa Hiếu lâu dữ vậy trời. Hiếu ơi, người ta thắng rồi. Em nghe mấy ngàn câu chuyện kiều ơi Hiếu. Em ơi, mọi việc lại càng khó khăn hơn, chúng ta càng đánh bước chân. Đọc lòng trước hai câu được không? Con ơi khỏi về, má đi rồi. Con ơi khỏi về, má chờ con hoài, má đợi con mãi. Con không có về Hiếu à, con bất hiếu với ma rồi. Hiếu ơi, trời ơi, người ta đi hai vòng rồi, dài dữ vậy sao? Hiếu ơi, đừng kỹ quá, tới đây cũng chết à, Hiếu ơi, tới đây rồi cũng thua thôi. Trước hai câu. What? Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc càng khó khăn hơn. Ủa gì nữa? Hết, nói tới hai câu vậy thôi. Lạy Chúa tôi. Ôi trời ơi, cho đi ăn học. Bao nhiêu năm trời đã dạy được hai câu hả? Cho ăn học xong mới học kỳ một về cũng bán vốn cho má rồi. Nhưng chính trong khi ôi nó mệt mỏi quá. Chống lại gian khổ nhưng chính trong khi, nhớ quay phim. Nhưng chính trong khi chống lại gian khổ. Cho em vô nha anh chị. Chứ em khổ quá, mấy đứa con em nó dở quá. Mà sức mạnh nội tâm của con tim nhưng chính trong khi. Thôi tao không nhớ, từ đi, xuống đây đi. Nhưng chính trong khi. Chống lại gian khổ. Nhưng chính trong khi mình chống lại cái gian khổ đó. Đúng, đừng có đem chữ. Ok, nhưng chính trong khi chống lại cái gian khổ đó. Rồi. Chống lại gian khổ. Không, để nhớ, phải nhớ cái văn của mình. Mà phải có mà nữa. Nhưng chính trong khi chống lại cái gian khổ đó mà nè. Mà Sức mạnh nội tâm là bên trong. Sức mạnh nội tâm của con tim được hình thành. Vincent Van Gogh. Nhưng chính trong khi sức mạnh nội tâm. Chưa, nhưng chính trong khi chống lại gian khổ. Sức mạnh nội tâm. Sức mạnh nội tâm. Chống lại con tim. Ông nè. Hai vợ chồng mình khuất núi rồi. Nhưng chính trong khi chống lại gian khổ. Sức mạnh nội tâm. Không có bên trong ông ơi. Nhưng mà nội tâm nó còn học trên nó. Ủa còn nữa. Trời ơi. Sức mạnh nội, ông nhớ hai câu đầu không? Không. Dễ gì nhớ không?
Trời ơi. Câu dài không vậy? Con nhớ gì đâu. Được chưa, được chưa? Chị biết mà không được nhớ. Chưa, được chưa, được chưa? Con đọc lại hết nè. Tôi kể tờ nghe ăn lẩu không? Ăn, ăn, ăn. Thôi, đâu, khỏi đọc lại đội tôi. Từ từ đi. Đội tôi không nhớ gì. Con nhớ câu đầu không? Không, khỏi lại đi. Ủa con đâu rồi? Trong việc vượt lên chính bản thân mình. Con đâu rồi? Dạ. Hợp gia đình luôn đi. Hợp gia đình hả? Được không? Đâu được. Hợp gia đình. Đâu cho hợp gia đình đâu. Con ơi, con đọc lớn lên câu đầu giùm mẹ đi. Trong lúc nhưng chính trong khi trên đường đời. Đúng, trên đường đời. Trên đường đời càng khó khăn. Càng khó khăn mình. Trên đường đời càng khó khăn thì càng đau khổ. Cuộc sống cứ luôn biến chuyển điều gì. Được chưa, được chưa? Em đọc lại nè. Đọc lại đi. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Mọi việc lại càng khó khăn hơn. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Mọi việc càng khó khăn hơn. Nhưng mà, nhưng chính trong khi. Nhưng là chính trong khi nè. Nhưng chính trong khi. Nhưng chính trong khi. Đấu tranh lại gian khổ. Đấu tranh lại gian khổ. Câu đầu không nhớ luôn à. Chúng ta càng tiến bước. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Mọi việc lại càng khó khăn hơn. Mọi việc càng khó khăn hơn. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Mọi việc lại càng khó khăn hơn. Lại càng khó khăn hơn. Sao rồi? Sao rồi em? Sao vậy? Nhìn thấy cái lên của em ta. Giờ là đi kiếm kiến thức cho ông, đi kiếm con len nè Hiếu ơi. Đi kiếm con chữ với ai đi kiếm con len. Đúng không? Chúng ta càng tiến bước thì chúng ta càng tiến bước thì chúng ta đi về. Thì phải bước chậm chậm. Tôi xin phép cho anh được gieo mình vào ngọn lửa này để anh tỉnh táo lại. Qua chiếc clip này, các bạn có thể thấy nếu thử thách thiên về trí nhớ mà vô tình chú Sáu và Diệu Lâm chung đội thì Diên Nì thấy hơi quá. Quá là mắc cười. Em ơi! Việc lại càng khó khăn hơn. Chúng ta càng đánh bước chân. Đọc lòng trước hai câu được không? Con ơi khỏi về, má đi rồi. Con ơi khỏi về, má chờ con hoài, má đợi con mãi. Con không có về. Hiếu à, con bất hiếu với ma rồi. Ôi, Hiếu ơi. Trời ơi, người ta đi hai vòng rồi. Dài dữ vậy sao? Hiếu ơi, đừng kỹ quá. Tới đây cũng chết à, Hiếu ơi. Tới đây rồi cũng thua thôi. Trước hai câu, trước hai câu. What? Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc càng khó khăn hơn.